Vâng, xin chào quý khách hàng của LHQ Furniture. Hôm nay thì LHQ xin giới thiệu cái sản phẩm kệ treo tường. Kệ treo tường này thì có kích thước là 1m2, chiều cao là 60 và chiều sâu là 20. Sản phẩm kệ treo tường này thì được làm từ chất liệu là gỗ cao su. Sản phẩm được thiết kế thao ráp. Sản phẩm thì được sử dụng để sách vở để trang trí, để treo lên tường để trang trí, hoặc là để trên bàn để sách vở, đồ dùng học tập. Sản phẩm khi mà đóng gói thì có kích thước là 1m2 nhân 20 và có chiều bề dày của nó tầm khoảng 15-17cm. Rất là tiện cho vấn đề vận chuyển và cũng rất là dễ lắp đặt. Sản phẩm được hoàn thiện kỹ, được sơn kỹ hai bề mặt, đây là mặt trên và mặt dưới cũng như mặt trên, mặt dưới và trên đều như nhau đấy, bốn mặt như nhau. Được sơn như vậy thì khi mà có bụi hoặc là có ẩm hoặc là mốc bám vào thì rất dễ lau chùi. Sản phẩm là đây là mặt trước ạ, đây là mặt trước của sản phẩm. Còn mặt phía sau đây, mặt phía sau thì cũng được hoàn thiện và sơn như mặt trước đấy. Mặt phía sau cũng như mặt trước. Mặt trên, đây là mặt trên. Mặt trên cũng như mặt dưới ạ. Mặt trên cũng như mặt dưới. Và mặt trái cũng như mặt phải. Tức là tất cả các cái cạnh của sản phẩm là đều có thể lắp được chứ không cần phải đảo mặt hay gì ạ. Sản phẩm được hoàn thiện kỹ, đã được xử lý và đảm bảo là không bị cong vênh, mối mọt hoặc nứt nẻ nhé. Sản phẩm có sẵn hai màu là màu cánh dán này và cái màu gỗ tự nhiên. Khách có nhu cầu mà sử dụng cái sản phẩm kệ treo tường 1m2 này thì xin liên hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video về kệ treo tường 1m2 này. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều.